Người mẹ mất chưa lâu, thì người bố liền kết hôn với một diễn viên nổi tiếng. Con gái nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bố, nên đã chúc phúc cho bố từ tận đáy lòng mình. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên đối xử rất tốt với con riêng của chồng. Con chào gì? Khả Hân à, con có phải là nên thay đổi cách xưng hô của mình không? Khả Hân gọi mẹ đi. Con xin lỗi. Thôi bỏ đi, đợi sau này quen rồi thì hãng nói đến. Trầm Mỹ Phụng vốn cho rằng cô sắp được sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng một cuộc điện thoại gọi đến đã phá vỡ sự bình yên này. Cho cái hôi hám, nếu như cô dám vứt bỏ đứa trẻ thì cô cứ coi chừng tôi đấy. Đối mặt với sự đe dọa này, Trầm Mỹ Phụng lúc này không biết nên làm thế nào. Trước khi cô trở thành một diễn viên nổi tiếng, cô đã có một đứa con trai với một đứa con gái với chồng cũ lưu manh. Đối phương cũng không muốn mang theo hai đứa con này. Từ sau khi các con sinh ra, anh đã từng làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa? Không có sự lựa chọn nào khác, Trầm Mỹ Phụng kể cho chồng nghe về chuyện quá khứ của mình. Mà Kiều Triển Nguyên cũng rất tốt bụng đồng ý nhận nuôi hai đứa con của cô. Con chào bố, con tên là Thiên Lý. Chào con, bắt tay nào. Con rất ngoan. Anh Thiên Lỗi chào anh. Thiên Lý tỏ ra rất ngoan và hiểu chuyện, nhưng thực tế lại rất mưu mô và có ý đồ với cô bé lương thiện Khả Hân. Cô thật sự rất ngây thơ mà. Cô cho rằng tôi bị điên à? Tôi sẽ gọi cô là chị sao? Thiên Lý nói xong liền đi ra chỗ tủ quần áo chọn một bộ quần áo ngủ đẹp nhất. Nhưng Khả Hân không những không so đo với cô, ngược lại còn đồng ý chia sẻ quần áo của mình cho em gái. Không lâu sau, hai người chuyển đến ngôi trường mới. Vì thành tích trước đây của Khả Hân luôn đứng top đầu toàn trường, khiến cho các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ cô, Thiên Lý mưu mô đột nhiên cảm thấy không phục. Cô khoe với các bạn cùng lớp rằng mẹ của mình là đại minh tinh Trầm Mỹ Phụng, và còn chế giễu Khả Hân là con ghẻ trong nhà. Lúc tan học trời mưa rất to, Phạm Diệp Phong là bạn thanh mai trúc mã của Khả Hân đã đích thân tới trường đón cô. Khoảnh khắc Thiên Lý nhìn thấy anh liền yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh chàng bạch mã hoàng tử này lại chạy tới che ô cho Khả Hân. Từ giây phút này trở đi, bất cứ ai cướp đi mọi thứ đều trở thành kẻ thù của Thiên Lý. Sau khi đưa Khả Hân về nhà, Diệp Phong lấy ra món quà mình đã chuẩn bị từ rất lâu, mà Khả Hân cũng có món quà tặng cho anh, đó chính là chiếc mũ màu đỏ tự tay cô đan. Đêm đó Thiên Lý đã mở món quà mà Diệp Phong tặng cho Khả Hân. Thiên Lý, ở đây cái gì em cũng có thể lấy, nhưng cái này thì em đừng động vào được không? Có gì mà phải ghê gớm hả, tôi không thèm nó đâu. Mặc dù Thiên Lý nói không để ý, nhưng ngày hôm sau đã mặc chiếc áo này đến khoe với các bạn trong lớp. Khả Hân biết được thì rất tức giận, nhưng xét về độ mưu mô thì không thể bằng cô em gái này được. Trước Thanh Thiên Bạch Nhật muốn cởi bỏ chiếc áo, đối mặt với sự đe dọa này, Khả Hân chỉ có thể từ bỏ. Vì hạnh phúc của bố, cô chỉ có thể chọn cách nhẫn nhịn. Ngày hôm sau, nhà trường thông báo kết quả thi, Khả Hân đạt được hạng nhất toàn trường, Thiên Lý đứng vị trí thứ hai. Mặc dù mẹ kế tỏ vẻ rất vui, nhưng trong lòng lại rất bực bội, đến mức đi ra trách móc đánh con gái không chăm chỉ học tập và để lộ tính cách thật sự của mình với Khả Hân. Gì? Tại sao mày lại không thể gọi tao một tiếng mẹ hả? Mày có phải là rất kiêu ngạo, rất khinh thường tao phải không? Có phải trong đầu mày đang cảm thấy bản thân mình hơn hẳn Thiên Lý và Thiên Lỗi phải không? Mẹ kế ghen tị với Khả Hân vì điểm số của cô cao hơn con gái bà ta, liền trút hết mọi sự tức giận trong lòng lên người cô và cho rằng Khả Hân khinh thường hai mẹ con họ, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa gọi bà một tiếng mẹ. Ngay lúc này, một cuộc điện thoại liền phá vỡ bầu không khí này. Diệp Phong gọi đến muốn rủ Khả Hân đi trượt băng, vì mẹ kế đang đứng trước mặt nên cô chỉ có thể chọn cách từ chối, cũng không dám giải thích lý do cho Diệp Phong. Đến tối, Trầm Mỹ Phụng trằn trọc không ngủ được, bà ta ghen tị vì Khả Hân được đi du học nước ngoài, nhưng mà bà ta cũng muốn giữ con gái ở bên cạnh mình. Hay là cho hai đứa cùng đi du học? Không được, không được, sao có thể để Thiên Lý đi cơ chứ? Hay là như thế này, không cho ai đi? Khả Hân nghe thấy liền kiên quyết phản đối. Du học nước ngoài luôn là ước mơ của cô, không quan tâm con gái đau khổ cầu xin người bố vẫn nhất quyết từ chối cô. Chớp mắt đã đến ngày Diệp Phong đi ra nước ngoài du học. Khả Hân dậy sớm trang điểm chuẩn bị ra sân bay tiễn anh, nhưng không may lại bị Thiên Lý mưu mô nhốt trong phòng chứa đồ. Cô đừng giả ngốc nữa, tôi sẽ không để cô đi ra sân bay tiễn Diệp Phong đâu. Sau đó Thiên Lý cùng với mẹ đi tới sân bay tiễn Diệp Phong, mà tâm trí anh thì luôn nghĩ tới Khả Hân. Trầm Mỹ Phụng giở thủ đoạn lừa anh, nhưng Diệp Phong không từ bỏ. Anh liền gọi điện cho Khả Hân để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang kêu ở ngoài phòng khách, cô không ngừng hét lớn cầu cứu. May mắn là Thiên Lỗ đi qua đây nên đã mở cửa cho Khả Hân. Đợi đến khi cô chạy tới sân bay thì ở sảnh đã không còn một ai. Khả Hân thất vọng rời đi. Chính vào lúc cô quay người, Diệp Phong lập tức xuất hiện sau lưng cô. Cảnh tượng này đã bị Thiên Lý đứng nấp ở xa nhìn thấy. Trước khi tạm biệt, hai người lấy hết dũng cảm thể hiện tình cảm với đối phương. Diệp Phong đặc biệt chuẩn bị một sợi dây chuyền xem nó như dấu hiệu của tình yêu và bảo Khả Hân nhất định phải chờ mình trở về. Chớp mắt mấy tháng đã trôi qua, nhưng cô không thấy bất cứ bức thư nào của Diệp Phong gửi tới. Trực giác mách bảo cô nhất định là Thiên Lý đang giở trò. Ngay sau đó, Khả Hân đã xác minh được phỏng đoán trong lòng mình.
Tại sao tôi làm sai cái gì chứ? Cô không biết ạ. Cô thực sự là không biết ạ. Tôi ghét cô chính là vì bản chất tốt bụng đó. Có thể có được tất cả mọi thứ, cô không cảm thấy nó rất không công bằng sao? Khả Hân muốn đi giành lại bức thư đó, nhưng không may bị Thiên Lỗi gấp thành máy bay phi ra cửa sổ. Vào lúc cô chạy xuống lầu tìm nó, Thiên Lý cầm một tập thư dày cộp chạy tới. Cô ta đứng trước Khả Hân xét nát toàn bộ bức thư đó. Tập phim hôm nay đến đây thôi, các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.